Ngôi Nhà Chung, chương trình truyền hình thực tế về 8 bạn trẻ tài năng và xinh đẹp với những cá tính, nhiều ngành nghề khác nhau cùng sống chung trong một ngôi nhà để tìm một nửa của mình. Trong số đó có một cặp đôi bí mật, họ sẽ phải che giấu mối quan hệ cho đến khi rời khỏi ngôi nhà chung. Nếu thành công, họ sẽ nhận được phần thưởng là chuyến du lịch nước ngoài dành cho hai người, nụ cười và nước mắt, tình bạn và tình yêu. Tất cả sẽ có trong Ngôi Nhà Chung Series 2, mời các bạn cùng theo dõi. Đinh Sang, 29 tuổi, hiện là nhân viên nhân sự ngân hàng, đã trải qua 3 mối tình. Lincoln, 27 tuổi, là MC được nhiều người biết đến, tham gia chương trình với mong muốn chữa chứng bệnh sợ yêu sau 3 mối tình không thành. Thanh Loan, 24 tuổi, đang là nhân viên tuyển dụng, đã trải qua 3 mối tình. Linh Miêu, 24 tuổi, công việc chính là diễn viên tự do. Cô xuất hiện trong rất nhiều video clip có lượt xem cao được lan truyền trên các trang mạng. Quỳnh Hoa, 23 tuổi, hiện vừa kinh doanh bất động sản, vừa là chủ cơ sở trồng và kinh doanh rau sạch, đã trải qua một mối tình. Tấn Trân, 27 tuổi, vũ công popping, trưởng nhóm nhảy Outlaw Squad, vừa khởi nghiệp với công ty chuyên tuyển diễn viên cho các chương trình, đã trải qua 3 mối tình. Thiên Phong, 26 tuổi, công việc chính thức là dẫn chương trình và là tác giả sách, có 2 mối tình không thể quên. Kim Anh, nickname là Misoa, 26 tuổi, là MC và là một phi blogger chuyên về trang điểm, đã trải qua 4 mối tình. Ở tập trước, một chuyện tình tay ba đã xảy ra tại ngôi nhà chung. Quỳnh Hoa đã nhận được nhiều tình cảm từ hai chàng trai đa tài Lincoln và Thiên Phong. Cả ba đã có buổi đi ăn trưa và xem phim với nhau rất vui vẻ. Và cảm xúc của Trân với hai cô nàng xinh đẹp Misoa và Linh Miu vẫn còn khá mơ hồ sau hai cuộc trò chuyện. Cô nàng Misoa sẽ thể hiện thế mạnh nào của mình để gây ấn tượng với các chàng trai trong ngôi nhà chung. Sau hai ngày đi quay quảng cáo, Misoa đã không có cơ hội tìm hiểu mọi người, nên cô nàng quyết định đi siêu thị làm một buổi tiệc nho nhỏ để gắn kết các thành viên hơn. Trong lúc này, Lincoln, Quỳnh Hoa và Thiên Phong đang có những giây phút xem phim vui vẻ với nhau. Mấy cái đông một cái lạnh này là lắm. Mà sợ quá à. Chưa, cái là bắn tanh nè. Gầu cái cụ đó. Chưa sợ lắm, chịu được. Em mới la đúng không? Mà ý là em giật mình thôi chứ. Anh giống em vậy đó, ừ. Có một giật mình như có một người la, ai la? Ai đi? Có ai ở nhà không? Vừa về đến nhà, Misoa hoang mang khi không thấy ai thì nhận được cuộc gọi từ anh chàng bạn thân Thiên Phong. Alo? Alo, Phong hả? Đang ở đâu? Sao đang ở đâu? Đang nhà nè. Đang nhà chung hả? Nhà chung hay nhà Sao? Nhà chung. Nhà chung có ai không? Có ai nhà chung không? Hả? Không biết, mới vô tới trong nhà, hình như là có mỗi mình Misoa à. Ê, quành ngược. Đi chơi đi. Quành ngược lại đi, đi chơi đi. Ê, quành ngược lại đi chơi đâu? Từ từ phải về nấu cơm. Đang định đi cà phê nước đá ở bên gì á. Mọi người ở gần nhà không? Không, xa tích mù luôn, đang ở Lý Chính Thắng nè. Thôi sao quá, về nhà rồi làm biến đi đâu ngoài quá. Đi về nhà đi ăn, mình uống rượu vang có cá hồi nè. Thôi mình đi chơi đi. Chơi đi, kệ xa. Trời ơi, mấy con người này quá đáng quá. Trời, nghĩ sao vậy? Misoa hụt hẫng vì tưởng là mình bị bỏ rơi ở nhà một mình. Nhưng lúc này, Thiên Phong và Quỳnh Hoa đã lên taxi để về ngôi nhà chung. Nó vừa phải, không quá trẻ, không quá già. Mà nó thấy cái cá tính. Em gái anh á, bình thường đi làm nó cũng y chang em. Bận váy chì á, chì váy đầm body. Nó có hàng trăm cái váy đầm body. Em thấy mặc body tôn dáng đẹp mà. Chứ nhìn mình cao thon hơn thôi.
gì với ai vậy? Không phụ gì không? Nãy giờ là làm sấp mặt luôn. Phong ơi, cắt trái cây giùm đi. Trái cây vậy? Tối ngày lúc nào không có cắt trái cây hết. Nè nè. Quậy gì vậy? À, salad trái cây hả? Không, là món sangria. Thì cái loại nước trái cây kết hợp với lại rượu vang. Anh chàng ngay lập tức vào bếp để phụ giúp cho cô bạn thân của mình. Coi nhà hôn. Rồi sao sẽ hiểu. Khung cảnh hữu tình. Chàng nấu nên cười. Ê, rửa tay sạch chưa mà cắt á? Ôi, xin chào. Cái gì vậy? Cá hồi. Tí xíu ăn sát cá hồi nhưng mà con dao nó lục quá mà cũng không ai biết cắt cá hồi. Hai gái. Ủa, còn thiếu một mạng đâu. Vừa xuống taxi thôi. Ủa vậy hả? Ủa xin em mọi người không đi chung với nhau hay sao? Không có nón, nhưng mà mượn cái nón để tính qua chân một cái là có nón nè, nãy về đẹp rồi. Em đợi chút xíu đó là đã đi taxi rồi chứ ngồi. Ê Phong ơi, lấy đá giùm, mới đập đá giùm nhỏ nhỏ, đá nhỏ nhỏ. Con nước ba. Trời ơi, phê quá, tôi phải học cách cắt cá hồi mới được. Tối nay là vang nha mọi người. Sangria. Sangria. Có nghe hồi trưa. Dạ, từ giờ sao về rồi không? Có đi nữa không? Không. Ồ, là một phụ nữ của gia đình luôn. Giờ làm gì vô nè? Hay lấy nước đá. Làm gì bỏ vô chờ. Ủa Phong, hồi nãy có liên lạc được anh hai không? Không, em gọi anh không được. Gì kỳ ta? Ủa anh sang sao ta? Bị gì ta? Có giận gì mình không? Hình như là Loan đi công tác ăn vô. Xếp giùm cái mấy cái lát cam á. Nè, để lát cam xiên đây nè. Ba lát tròn này nè. Thôi mọi người làm cái menu gì đây? Cá hồi cái gì? À, thật ra là chưa có làm món ăn chính đâu nha. Bây giờ mọi người tự suy nghĩ ra muốn ăn món gì no no thì gọi điện order người ta mang tới đi. Mấy món này chỉ là snack thôi. Đầu bếp. Mấy món này chỉ là snack thôi. Hay là mình ăn gà chao đi. Gà nướng phô mai. Ừ, ngay quận 7 nè, cũng gần. Ngay quận 7 nè. Ăn cái này chỉ là khai vị thôi đúng không? Cái này chỉ là ăn chơi, nhấm nháp thôi. Tại vì lát hồi mình sẽ chơi một trò chơi thì... Thôi nói rồi, sao lại bạn gái sắc nhất của tôi? À, thật ra là tới bây giờ thì cũng không có biết rằng là chưa có cái cảm giác gì về đặc biệt về tình cảm cả. Nhưng mà trong nhà thì đã có một nhân vật mà mình ấn tượng nhất xuất hiện rồi. Cho nên là Misa nghĩ rằng là sẽ dành thêm nhiều thời gian để mà tìm hiểu nhau nhiều hơn, có sở thích của nhau là như thế nào. Bởi vì cái tính cách của Misa thì nó hơi khá là khó chịu. Thí dụ như mà mình hợp mắt, hợp nhãn rồi, nhưng mà về nói chuyện chung với nhau mà không có cùng chung sở thích, không có cùng chung quan điểm thì cũng sẽ rất là khó. Cho nên là Misa sẽ quyết định là tìm hiểu kỹ hơn về cái quan điểm sống, cái tính cách, cái sở thích riêng. Rồi xong ở nhà có ai hả? Có vụ gì nữa không? Có cặp đôi nào ấy không? Có chân với Sa nè. Ủa sao đồn? Sao biết vậy? Sa, chưa gặp ai vậy? Sa có đoán ai là cặp nào không? Ừ, đoán anh Sang thôi. Sang với Loan hoặc là Sang với lại Hoa. Ủa hay vậy? Sao đi xa mà sao nắm tình hình mau vậy? Trời, ngày đầu tiên mới gặp tôi đã biết rồi má ơi. Đâu cần phải ha, phải trải qua bao nhiêu ngày. Thì mọi người vẫn đang nghi ngờ. Chứ là Phong, nhà là Phong hay đi với Hoa. Mà... Trời sao? Mà tự nhiên sợ sợ. Sợ sợ là sao? Ý là lỡ mà hả? Hoa là bồ của anh Sang á. Là coi như cung cấp rồi. Cái gì đâu? Giờ mình quyết định là chuyển qua cua Misa cho chắc ăn. Thôi khỏi tạm biệt, ok. Vô nhà chung mà gặp bạn thân mình trong đây là thấy cuộc đời nó tăm tối lắm rồi, biết không? Tăm tối một mình bạn thôi ư? Nói chứ Misa đừng nói vậy, Phong vui lắm khi gặp Sai đó. Thật đó hả? Nhưng mà Phong có vẻ đang vui không? Không. Miếng cá hồi da cá hồi này đã quăng bên, cá hồi làm gì nữa. Phong thì trước giờ Misa vẫn hay nói chuyện với Phong. Tại vì ngoài đời thì hai người là bạn thân với nhau. Mà theo như Phong nói là Misa giống như là một thằng bạn hơn là một con nhỏ bạn. Có lẽ là vì hai đứa là cũng biết với nhau quá nhiều, chơi với nhau rất là nhiều và trải qua cùng nhau nhiều chuyện rồi. Cho nên là về tình cảm, nếu mà tình cảm như là đặc biệt giữa Phong chắc là không có. Chỉ là tình bạn. Ô trời ơi. Ôi là Misa. Nhà chung có bạn thì cũng vui. Misa cũng là người rất là hợp tính với mình. Hai đứa từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, khóc lóc kể lể. Cậu khóc với mình khi mà có cái chuyện không vui với một bạn trai cũ của Misa. Cũng an ủi, cũng mình vui vui là mình còn giữ một tấm ảnh Misa mắt mũi kèm nhèm ngồi khóc ngoài đường ấy.
thì mình chụp ảnh lần cho là bây giờ mày, mà còn lụy tình nữa thì tấm hình thì sẽ được lên mạng xã hội để mọi người sẽ biết Misa lụy tình như thế nào. Nhưng mà tuy nhiên ngược lại thì rõ ràng là cơ hội của cả hai đứa bị giảm xuống. Hai đứa đã có một khoảng thời gian rất là thân rồi, sợ rằng là với khoảng thời gian ngắn khó có thể nào biến chuyển từ bạn thành người yêu được. Tại vì nếu mà có gì với nhau thì ở ngoài nhà chung thì đã có gì rồi. Như vậy có thể là vậy. Lửa gần rơm đâu ngày cũng bén, ai biết được chuyện gì. Còn bi kịch ra luôn á. Sao vậy? Có biết cắt cá hồi. Ai nghĩ ra món này? Tôi, tại vì tôi thèm quá biết không? Trời đi, nhà tới 3-4 toilet luôn. Nhà không có gì nhiều ngoài có toilet. Hãy yên tâm ăn uống. Nhìn ra không? À quên, chưa rửa. Cái gì vậy? Lâu hả? Anh đang nhìn rồi. Thôi chứ ăn sống thì hả, mở ra ăn được rồi. Tại nó hút chân không mà. Trời ơi à. Kỳ này sao mà tôi không có lấy được chồng luôn là tại vì như vậy đó. Không biết nha. No, I can't believe in you. No, I can't believe in you. Là anh không bị tương xé hết không? Ừ. À, nhà mình cũng không có gì nhiều ngoài toilet, ok. Ê, là QC là một nghệ thuật luôn á mấy má. Em nấu cơm đi. Ở nước ngoài thấy gì có clip ông Nhật Bản rồi, ừ. Như nghệ sĩ luôn á chứ không phải là kiểu... Thiệt luôn á giờ. Ông sống cái cách ông làm. Ê, con... Bây giờ cắt cá hồi mới cảm thấy rằng là... Không biết... Ừ. Sắc cái mực đường rồi. Đúng cái rồi. Cái miếng nó đẹp. Mà con dao này nó còn mòn. Ăn pizza không? Pizza. Và ngoài trơn ra thì chắc Misa nghĩ là cũng sẽ tạo vài cơ hội để tìm hiểu thêm về lĩnh và cũng như là anh Sang thử anh như thế nào. Tại vì từ đó đến giờ thì Misa hầu hết là những cái mối quan hệ là đều là quen những người chung ngành á, chung công việc. Còn đối với anh Sang thì lại là một cái người ở một cái công việc khác, làm văn phòng, thì cái tính chất công việc của họ có thể là sẽ khác hơn so với chúng mình. Bịch cái cá lại bỏ tủ lạnh cho nó mát mát. Mình phối hợp đi. Cầm dĩa. 1, 2, 3. Con nóng tụi chết hết rồi. Cho mình xin một chút tiêu được không? Đi cực vậy một lần được rồi. Cái này tốn tiền. Bỏ vô trong tủ lạnh luôn. Bố đóng xuống mày đấy. Tháo ra đây bố. Đến đây đi vui hơn nè. Rồi. Làm biến là biến mà. À đi chơi, ok. Nè Misa cứu đi Misa. Thôi làm biến lắm không. Gọi đồ ăn đi. Miu về rồi, Miu về đúng giờ cơm rồi. Ủa. Hello anh hai. Ủa. Sao đi chung với nhau về vậy? Vậy là đông đủ rồi. Ba về. Bác có mua quà cho con ba? Ba ơi, cho xin 500 ngàn trả tiền đi siêu thị của mình sao ba ơi? 600. Nó đi siêu thị ác chiến quá. Bình thường tụi tôi đi siêu thị ăn ngập mặt luôn chứ có 200 ngàn. Nó đi siêu thị 700 ngàn. Nè đồ ai dọn vô để dọn cơm lên ăn nè. Miu đi sớm quá, không ngày nào mọi người lo đồ ăn cho Miu được hết. Mai hả? Mai ở nhà đúng không? Vậy sáng mai sẽ có đồ ăn sáng nha. Trong ngồi giữa đi. Ngồi giữa đi ăn cho nó lăn sốt à. Ủa không chờ anh hai hả? Chờ anh hai chứ. Xin mời mọi người. Anh chờ anh ấy xuống ăn chung. Đừng ai ăn cả ngồi nha đâu. Mọi người ăn đi rồi Phong sẽ nói một cái chuyện rất là vui cho mọi người. Mệt quá à, thôi đi. Rồi, cảm ơn em. Này luôn.
táo này được được luộc qua rồi sao ấy. Có chanh. Bắt chanh. Không, ăn nó cứ sật sật đi được. Chín chín rồi. Không phải cái sật sật nó là cái lườn cá hồi á. Cái lườn á. Anh đang đợi. Ừ, đợi em đợi. Mọi người cứ đợi đi. Chị ngồi xay xuống cà đi. Hai đứa kèm mưa lại. Mọi người cứ đợi đi. Chờ đợi lại. Ăn đi. Ngày hôm nay chắc chắn mọi người sẽ đi ngủ sớm. Ăn thôi. Cảm ơn người phụ nữ đảm đang của ngày hôm nay. Vô. 1, 2, 3, vô. Tự nhiên này bạn ngồi được. Cái món này ai làm vậy? Em làm. Đừng ngon thiệt. Món miêu tích mà. Ừ. Ngon quá. Mà có hồi chỉ có 7 nữa nè. Cái nào đây? Cái hồi cái da cá. Cái này là da cá hồi chiên giòn. Thôi được rồi. Có gì dầu thú em. Ê quên, chưa rửa. Em lặng nè. Mì xoa. Không, mì xoa là cá rất ngon. Ngon mà. Sau bữa ăn cùng mọi người, mì xoa đã có cuộc hẹn hò đầu tiên với anh chàng Đình Sang. Chào mừng đám, không? Chứ đâu có đánh lẻ đâu. Cần nữ sao ta hiểu tay. Nghe nói là Miu là sáng sớm đi từ sáng sớm. Sáng đi sớm. Còn anh thì cũng đi làm sớm. 6 giờ rưỡi anh đi. Anh với Loan đi sớm. Là đó là công sở mà. Dạ. Chiều thì chiều thì Loan về sớm hơn anh. Mà anh này thường là cũng 7-8 giờ. À, em có nghe nói anh đi dạy ở đâu không đúng không? Dạy học ở trường học. Ở chủ nhật này anh có buổi nè. À. Anh dạy về cái gì? Anh dạy về cái nghề nhân sự. À. Bên anh hay gọi đó là đi chia sẻ. Đi chia sẻ. Chia sẻ nghề nghiệp. Tại vì sinh viên thì có nhiều em nó học ngành này ngành kia mà nó không biết nó học xong nó làm cái gì. Đúng rồi. Thì anh đi anh định hướng lại. Bạn em có nhiều người cũng vậy á. Ta học tự dưng có một thời gian người ta bị chơi vơi, người ta không biết người ta muốn cái gì và làm cái gì nữa. Hoặc là ví dụ như một số bạn mà đã chọn được cái nghề rồi nhưng mà không biết là bắt đầu nó như thế nào. Giống tụi em á. Ví dụ có bạn đã chọn được cái nghề là MC hay diễn viên nhưng mà không biết bắt đầu như thế nào. Không biết bắt đầu sao cho đúng. Thì phải có người định hướng, phải có người hướng dẫn. Nhưng mà em bắt đầu chính thức cái bước vào nghề là lúc nào? Chắc là khoảng năm lớp 10. À, lớp 10 là bắt đầu rồi. Dạ. Sớm dữ hả? Bắt đầu. Tới năm lớp 12 là em làm chính thức, là so với các bạn cùng tuổi em lúc đó là em đã đi làm có tiền. Ừ. Mỗi tháng mà em tự mua, tức là từ năm đó tới giờ là em tự sống hết. Ừ. Tức là có thể là chưa lo cho gia đình được nhiều thôi. Lo bản thân được là giỏi rồi. Nhưng mà lo cho bản thân được hết. Anh Sang thì cực kỳ nghiêm túc. Người đàn ông nghiêm túc nhất trong nhà. Thì cái lúc mà nói chuyện thì cũng chỉ nói về công việc là nhiều thôi. Từ bữa giờ vô nhà chung anh có để ý bạn nào ở nhà không? Chưa? Chưa. Anh chậm lắm. Đó là anh nói chuyện với mấy con cu trên phòng á. Kêu cái gì phải có cảm xúc chứ. Anh em bạn bè thì chơi với nhau sao không được, nhưng mà nói chuyện tình cảm nó phải có cảm xúc. Đúng rồi, có cảm xúc. Chứ còn đâu mới mấy ngày rồi nãy trên tình cảm dễ vậy. Không? Không, em thì là kiểu em là dụ như nếu em thích ai là gặp ngay từ lúc đầu em sẽ thích. À, vậy là xét đánh bụp luôn là dính luôn. Dính luôn. Đó là cái kiểu em là vậy. Mà đi vô tới đây bữa giờ là vẫn chưa thấy xét đánh gì. Hết rồi đó, nếu mà bữa giờ xét mà không đánh là coi như hết đánh rồi đó. Vậy là thấy là mọi người cũng khá là dễ thương. Nhưng mà được cái mọi người vui. Vui. Anh thích mọi người. Vui tính dễ thương, tại cái nó kỳ lắm, tại vì từ nhỏ lớn em hay chơi con trai nhiều. Ừ. Chơi với bạn thân của em hầu hết là con trai, ít con gái lắm. Thường mà đã chơi với con trai được khó chơi với con gái lắm. Chơi anh thấy vậy không hợp. Đúng rồi, cho nên là cho đây tự dưng cái gặp nó Phong xong rồi anh thì em vừa mới tiếp xúc mới gặp chứ. Còn Trân với Liên Khôn tự dưng cái giống như bạn của mình luôn. Thì con nói chuyện kêu bây giờ có tình cảm hay không cũng khó, đúng không? Cũng khó thì thôi, thì mình cứ chơi giống như là có anh em có duyên ở chung với nhau 10 ngày làm bạn cũng được. Không yêu được sau này có thêm người bạn nhậu. À, có bạn nhậu. Hình mẫu lý tưởng của Mi Xoa là, nếu mà nói là thì chắc là sẽ hơi thay một tí, là kết hợp giữa cả Lincoln, anh Sang và cả anh Trân. Thứ nhất đó là ở Lincoln đó là Mi Xoa thích những cái người con trai mà có vóc dáng to cao và rộng,
Nhưng mà lại thích những cái người có cái tính cách vui vẻ, dễ chịu và có một cái chất riêng của mình. Thì cái đó thì là anh Trân có điều đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn phải là một cái người mà có cái độ chững chạc nhất định. Tại vì ở bên cạnh những cái người đàn ông mà họ chững chạc, mình sẽ cảm thấy an toàn hơn. Thì cái đó nó lại có anh Sang. Thì đó là cái hình mẫu của Mi Sa thích. Nhưng mà giờ không biết làm sao hết. Giờ vô tình dính vô cả ba người đều có mỗi cái đặc điểm mà Mi Sa thích. Vừa nói chuyện xong với Mi Sa thì mình đánh giá là Mi Sa là một người có thể làm bạn rất là tốt. Hiện tại thì em cũng có những người bạn là nữ, có thể tâm sự bất kỳ mọi cái chuyện gì trong cuộc sống, không có ngại, không có khoảng cách gì cả. Thì em thấy hình ảnh của Mi Sa giống như những người bạn đó của em. Bạn nói chuyện rất là thẳng thắn, rất là tự nhiên, không có phải tỏ ra là mình phải là người như thế này trong mắt người khác. Không cần phải tỏ ra ngây thơ trong sáng, bạn cứ như thế nào bạn có thể hiện như vậy. Để tranh thủ tìm hiểu hết các chàng trai trong nhà, cô nàng lại có buổi trò chuyện riêng với anh chàng soái ca Lincoln. Bật hả? Hát nghe cái tiếng nó sướng như sao? Ồ đúng rồi, đúng rồi. Nói gì vậy? Không, thường sở thích của anh là gì? Thường sở thích của anh thì sẽ vận động. Anh sống ở bên Pháp lâu chưa? Anh sinh ra ở đó. Vậy nói được tiếng Pháp luôn. Tiếng Pháp. Nhưng mà tiếng Pháp là tiếng thứ nhất luôn. Tiếng Pháp tiếng thứ. Rồi khi nào anh về Việt Nam vậy? Ý là mới bao nhiêu tuổi anh về Việt Nam? Về được cách đây 1.5 năm. Ủa nhưng mà nói tiếng Việt cũng rành quá. Cái là nhờ kiểu cha gia đình này nọ nọ bên kia thôi. Ok, còn em sở thích của em là gì? Sở thích của em hả? Thôi đầu đã quá. Em thích la cà đi chơi với bạn bè. Nó là sở thích bình thường, thích uống một chút rượu xong rồi ngồi hát. Nói chuyện tám. Đúng rồi. Nó hay không? Không. Không, anh yêu cầu em làm cái gì cũng được mọi chữ hát. Yêu cầu hát. Không, okay, rồi. không bao giờ em hát. Đó, bạn em thì là nhiều người là nhạc sĩ là ca sĩ, cho nên là cứ suốt ngày thích là tính hỏm nghệ sĩ á, cứ nhâm như uống tí rượu xong rồi bắt đầu đàn hát. Em có thích cái kiểu là có những cái quán bar Pháp cái này chỉ vô đó kiểu nghe nhạc hơi ấy với đàn một cái cực kỳ thích. Cực kỳ thích kiểu như vậy luôn á. Em giỏi về cái gì? Em hả? Suy nghĩ. Không biết luôn á. Em không có gì giỏi, nổi trội hết trơn á. Nghĩa là nhưng mà em biết rất là nhiều cái nhỏ. Đúng rồi, cái gì cũng biết, mà em biết có một chút. Riêng cái chuyện hát thì em không bao giờ em biết được luôn. Cái này em luyện được mà. Luyện hả? Ngày xưa là hồi em còn nhỏ là mẹ em cho em học ở bên chỗ nhà thiếu nhi thành phố á. Xong rồi là đi học hát. 5 năm trời học hát trong đó, xong rồi giáo viên cũng chỉ nhận xét là hát như đọc. Là em nghĩ là em có hy vọng. Sau này em có khi nào em làm rapper được không? Chắc được, nó sẽ rất là fluent. Đúng rồi. Không có cần phải đi. Em là có thủ với âm nhạc, giai điệu không? Cứ giai điệu điên đằng là em đi. Kiểu nhảy này nọ thì ok không? À, nhảy thì cũng được. Bữa nay rượu vai. Mới lúc mà xỉn xỉn. Em thích uống rượu gì? Em thành bình thường thì uống những cái dòng bình thường thôi, không có cái dòng đắt tiền. Malot hoặc là Carmenere. Carmenere thì Cabernet. Em không biết đọc tên okay. Đó là tiếng Pháp, bây giờ anh chỉ okay. Em đọc đi. Cái gì? Tại vì em nghe những cái người trong quán nói đọc như vậy thì em đọc như vậy thôi. Cabernet Sauvignon. Đúng rồi. Thì cái phát âm của nó sẽ là Cabernet Sauvignon. Ôi giời. Cái gì? Hay quá vậy. Nhưng mà có những âm rất là khó thì nó như âm mũi. Cho nên thì giống như là cái Sauvignon thì Việt Nam Sauvignon. Sẽ kêu là Sauvignon. Thì mình sẽ kêu là Sauvignon. 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 Nó hơi nhùn một chút. Sauvignon. Sauvignon. Ừ. Rồi kia là Cabernet. Cabernet. Sauvignon. Sauvignon. Trời ơi, khó nha. Mà nói gì thì ok. Nó rất là thông thái. Cái chỗ em hay uống rượu vang thì cái chủ nó là người Pháp luôn. Còn chữ Merlot. Đọc là Merlot. Merlot. Đi uống tập là sai hết. Còn anh hay uống rượu vang không? Mình phát chắc nhiều. Thường là mỗi ngày phải một ly. Tại thực ra nếu mà một chỉ một ly thôi thì nó rất là tốt cho sức khỏe và mọi thứ. Chứ không phải là uống nhiều. Đúng rồi. Và đó giờ anh có không nói gì về người yêu cũ? Nói gì người yêu cũ? Người yêu cũ. Tìm hiểu về người yêu cũ. Ok. Người yêu cũ anh người Pháp hay người Việt? Người yêu cũ người Pháp. Người Pháp. Nghe là có người Pháp người Việt. Là anh có mấy mối tình rồi? Anh là 3 mối tình. Ba. Còn em?
Em thì nếu như mà kể sát ra thì là 4, nhưng nếu mà tính mà theo thời gian á, tính là quen lâu thời gian thì chỉ 3. Bao nhiêu với bao nhiêu? Tại vì có một người chỉ quen có 1 tháng, nhưng mà lúc đó rất là cũng là ra mắt, cũng chào gia đình hai bên, nhưng mà sau đó thì em đã bị cấm sinh. Thì đó, nó tại vì nó có 1 tháng thôi, nhưng mà nếu em tính vẫn thoải mái là có ra mắt gia đình bạn bè rồi thì đó vẫn là một người yêu. Anh không hề biết về em tí nào hết. Em có thể giống như là nói về mình như describe yourself. Trời, nói về mình sao ta, em toàn mấy cái hả, lầy không? Ok, cái lầy cũng được. em không phải là kiểu con gái mà ngoan xong hiền đi làm xong về đi ăn đi cà phê với bạn xong đi ngủ. Giờ nói sao ta, có nên nói không? Cho mọi người biết luôn. Nói là sao mà mày muốn không ai dám yêu luôn. Đã bình thường nó không ai yêu rồi. Em chỉ cần 1 trong 3 người trong này yêu em được rồi đúng không? Không được. Sao em được? Phải gộp 3 người vô là 1. Gộp 3 người vô là 1. Vậy quên hỏi cái đó, bây giờ gộp 3 người cái này em sẽ cần cái gì? À, nè, có tính tình ha, có ngoại hình nè ha, có tố chất bên trong đó nè nha. Đó, 3 người gộp vô. Thấy cái đó chân có nữa. Ừ. Không. Chân có cả 3. Không. Chân thì kiểu là hơi, hơi bị lém lĩnh quá. Lém lĩnh? Tức là bị hơi tăng động một tí. À, ok. Tại vì em bình thường, thí dụ như mà gặp chơi đúng người, đúng tụ này, chơi quen là em cũng nhây giống vậy. Cho nên là phải có một người kìm xuống. Ok. Bị ấn tượng là tại vì Lincoln là người Pháp, cho nên lúc mà Misa nói là thử đọc tên những cái dòng rượu vang thì Lincoln đọc bằng tiếng Pháp. Trời ơi, nghe mà trời ơi hay quá, bị thích. Misa rất thích cái giọng mà đọc tiếng Pháp luôn. Nhưng mà Lincoln thì có vẻ là cũng tính cách hơi có sự rụt rè một tí, không có cởi mở nhiều như anh Trân, nhưng mà cũng rất là dễ thương. Còn lúc nãy thì được nói chuyện với Misa một chút, chắc phải khoảng tầm 10-15 phút thôi. Thì cũng hỏi sơ sơ về bản thân, sở thích, rồi vân vân. Nói chung là cũng hiểu biết được về Misa nhiều hơn một chút. Thì Misa lại rất là thích về những cái rượu vang. Thì cũng có nói với nhau là có thể sẽ có một cái cuộc hẹn để mà cùng đi uống thưởng thức vang, ví dụ. Thì cái đó cũng có thể là một cơ hội để mà nói chuyện nhiều hơn. Tại vì qua 5-10-15 phút thì cũng chưa có nói chuyện được gì nhiều. Sự trở về của Misa đã làm không khí trong nhà thay đổi. Cô nàng tiếp cận từng chàng trai một, nhưng vẫn chưa xác định được chàng trai nào khiến mình rung động. Liệu trong những ngày sắp tới, tình cảm của cô nàng có những chuyển biến như thế nào? Chàng trai nào sẽ chinh phục được trái tim của Misa? Mời quý vị cùng đón xem những bất ngờ tiếp theo của chương trình vào lúc 22:45 thứ ba hàng tuần trên HTV7.